Bạn có nhận ra công trình này không? Nếu như Ai Cập có những kim tự tháp bí ẩn tồn tại hàng nghìn năm giữa bão cát sa mạc, Ấn Độ có tuyệt tác kiến trúc mang tên Taj Mahal, hay Trung Quốc sở hữu vạn lý trường thành, thì người bạn láng giềng ở phía tây nam nước ta đang sở hữu công trình mà chúng ta đang thấy. Những tòa tháp cao đồ sộ, những đền đài, phù điêu và hành lang mênh mông được làm từ những tảng đá lớn. Tất cả tạo nên một Angkor Wat hùng vĩ vô cùng thật. Và chẳng phải tự nhiên mà nơi đây được mệnh danh là viên ngọc quý của đất nước chùa tháp Campuchia. Người dân Ai Cập luôn tự hào vì cho rằng tổ tiên của họ đã xây dựng lên một trong những công trình kiến trúc vĩ đại bậc nhất thế giới. Và người Campuchia cũng vậy. Bạn thấy hoa văn trên lá cờ này quen thuộc chứ? Chính xác, đó chính là biểu tượng của Angkor Wat. Và mỗi lần nhìn thấy nó, người ta lại tự hỏi, ai là người đã thực sự tạo nên sự vĩ đại này? Chúng ta hoàn toàn có quyền ngờ vực về chủ nhân thực sự của những công trình trên. Bởi vì sao ư? Bởi chính khoa học tiên tiến của chúng ta hiện nay cũng chẳng thể lý giải nổi cách mà những người xa xưa xây dựng nên kim tự tháp hay Angkor Wat. Thành phố của những ngôi đền ở Campuchia đã được xây dựng như thế nào? Và ai mới là chủ nhân thực sự của Angkor Wat vĩ đại? Hãy cùng tìm đáp án cho những câu hỏi này trong video ngày hôm nay của Vũ Trụ Nguyên Thủy. Chủ nhân thực sự của Angkor Wat. Angkor Wat là một quần thể đền đài tại Campuchia với diện tích lên đến hơn 1,6 triệu mét vuông. Nơi này chính là kiến trúc tôn giáo rộng lớn nhất trên thế giới. Các học giả phương Tây đã từng cảm thấy sửng sốt khó tin rằng làm sao người Khmer lại có thể xây dựng nên ngôi đền vĩ đại này vào cùng thời đại với La Mã cổ đại. Một giáo sĩ người Bồ Đào Nha tên là Antonio da Madalena đã đến thăm ngôi đền vào hồi năm 1586. Ông đã phải thốt lên đầy kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự vĩ đại của Angkor Wat rằng đó là công trình xây dựng đặc biệt đến mức không thể miêu tả nó bằng bút mực. Đặc biệt là vì nó không giống bất cứ công trình xây dựng nào trên thế giới. Nó có các tòa tháp, các họa tiết và các đường nét tinh tế mà chỉ những thiên tài mới có thể thực hiện được. Chúng ta hãy cùng quan sát bản đồ tổng thể của quần thể di tích Angkor. Có thể dễ dàng nhận thấy cấu trúc nổi bật của quần thể kiến trúc này chính là những ngôi đền cùng với các dãy hành lang nhỏ hẹp. Angkor Wat là một cụm các công trình tôn giáo cực lớn với diện tích lên đến 162,6 hectare, tức là 1,626 triệu mét vuông. Còn Angkor Thom là di tích thủ đô lâu đời và lớn nhất của đế chế Khmer với diện tích lên đến hơn 9 km vuông. Như vậy, cái mà chúng ta đang tìm hiểu ngày hôm nay chỉ là một trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ngôi đền lớn nhỏ của kiến trúc vĩ đại này. Angkor Wat nằm phía trong một con kênh và lớp tường bao quanh dài 3,6 km. Khu chính điện có 3 tầng với kiến trúc hình chữ nhật, kết nối với nhau bởi những dãy hành lang sâu thẳm. Khu đền chính được xây dựng theo hình gần giống kim tự tháp, với 5 tháp chính tượng trưng cho núi Meru của Ấn Độ. Theo truyền thuyết, núi Meru nằm giữa đại dương trong vũ trụ, và đại dương đó chính là lớp hào nước sâu và rộng được xây dựng xung quanh Angkor Wat. Chính điện Angkor Wat là một kiến trúc 3 tầng kết nối với nhau nhờ những hành lang sâu thẳm. Tầng 1 là tầng tượng trưng cho địa ngục. Độc đáo nhất của tầng này là những bức tranh điêu khắc trên tường của dãy hành lang tầng thấp nhất. Với chiều cao 2,5 mét, trải dài hơn 800 mét, có thể coi đây là những bức tranh điêu khắc bằng tay trên đá lớn nhất, dài nhất trên thế giới, miêu tả những điển tích trong kinh điển Bà La Môn, những chiến công của vua Suryavarman đệ nhị. Phía trong cùng của bức tranh là cuộc chiến khuấy biển sữa trong truyền thuyết, những chú khỉ và trận chiến của thần Sita, những điệu múa của tiên nữ Apsara. Tại các góc của Angkor Wat và từng cm của ngôi đền, không chỗ nào là không có điêu khắc. Những đường nét điêu khắc trên đá tỉ mỉ đến mức người ta lầm tưởng là chúng được điêu khắc trên một khuôn mẫu có sẵn. Con người nếu không có sự giúp đỡ của những thiết bị tiên tiến hiện đại thì thật khó để có thể hoàn thành được những bức chạm khắc như vậy. Ngôi đền được xây dựng trên nguyên tắc sắp xếp đá trước,
sau đó các kiến trúc sư mới bắt đầu điều khắc. Bằng chứng là tại các cây cột ở tầng thứ nhất vẫn còn vết tích của những bức tranh điêu khắc còn dang dở. Tầng thấp nhất của Angkor có các hồ nước dùng cho vua tắm, hiện nay đã khô cạn nước. Ở tầng thứ hai, tầng tượng trưng cho trần gian, thì có một khoảng sân rộng được bao bọc bởi dãy tường thành. Bên trong là các gian điện thờ các vị thần. Khu vực tầng tháp thứ hai là nơi có hệ thống thoát nước cho cả ngôi đền. Tại các gian điện thờ các vị thần Vishnu giáo bằng đá đen, tại tầng hai có vô số những bức tranh mô tả các vũ nữ Apsara nhảy múa với bộ ngực trần. Và dưới đây chỉ là một trong số chúng mà thôi. Tầng 3 tượng trưng cho thiên đàng với độ cao là 65m, là tầng cao nhất, được xem là nơi cư ngụ của thần thánh. Tầng thứ 3 gồm hai hành lang chữ thập cắt nhau. Ở điểm giao tiếp giáp của hai hành lang là trung tâm đền Angkor Wat. Tháp ở trung tâm đền là tháp cao nhất Angkor Wat. Xung quanh tháp là 4 hành lang hình vuông, ở mỗi góc hành lang là một tháp. Tháp trung tâm và 4 tháp xung quanh tạo thành tòa chân trời nổi tiếng của Angkor Wat. Các cầu thang đi lên các tháp trung tâm được chia làm 4 mặt, dốc đứng gần 45 độ, hẹp và vô cùng khó leo. Trong những gian phòng lớn của ngôi đền có một dàn rất huyền bí. Nơi đây phát ra âm thanh nhẹ nhẹ như tiếng đánh trống vọng lại trong hư không vậy. Đền Angkor Wat là một thành tựu kiến trúc huy hoàng, thể hiện một trình độ sâu sắc về mọi mặt, được xây dựng vào nền cực thịnh của Angkor và chính là viên ngọc quý nhất của đất nước chùa tháp. Đền Angkor Wat được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp hùng vĩ và hài hòa của kiến trúc, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và số lượng lớn các vị thần được trang hoàng trên những bức tường đá. Tháp trung tâm của Angkor Wat cao 65m, cao hơn bất cứ một tháp chuông nhà thờ nào ở châu Âu được xây dựng trước thế kỷ thứ 15. Bên dưới các tòa tháp lớn là các đường hành lang dài hun hút, mát lạnh với các khối phù điêu sống động. Angkor Thom nằm cách thành phố Siem Reap 7,2 km về phía bắc. Các bức tường thành cao tới 8m được xây bằng đá ong với bờ công sự trên đỉnh. Tại mỗi hướng đông, tây, nam, bắc có một cổng thành. Các con đường dẫn từ các cổng thành thẳng đến đền Bayon tại trung tâm thành phố. Thời gian xóa bỏ gần như mọi thứ, nhưng khu quần thể vĩ đại Angkor vẫn tồn tại vượt thời gian. Chúng hầu như không bị hư hỏng nhiều. Quá khứ huy hoàng của Angkor có thể được nhìn thấy qua quy mô rộng lớn và các cấu trúc chạm khắc tinh vi. Sau nhiều năm, vẻ đẹp cổ xưa huyền bí vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ chất liệu sa thạch lấy từ núi Kulen đã giúp công trình này chẳng mảy may trước dòng chảy của lịch sử. Angkor Wat có vẻ đẹp ngoạn mục vì nó là biểu tượng hoàn hảo của Hindu giáo. Ban đầu ngôi đền này được xây để thờ thần bảo tồn Vishnu của Hindu giáo. Angkor Wat được coi là thế giới thu nhỏ của vũ trụ Hindu giáo. Điều đặc biệt có lẽ nằm ở đây. Angkor Wat có hơn 3.000 bức chạm khắc Apsara, những tiên nữ của Hindu giáo. Và mỗi bức chạm đều có những dáng vẻ hoặc biểu cảm khác nhau. Liệu con người của thế kỷ thứ 8 có thể xây dựng một công trình đòi hỏi sự khéo léo và tinh vi như thế này mà chẳng nhờ vào sự giúp đỡ của khoa học hay không? Đền Bayon được xây dựng theo phong cách kiến trúc Phật giáo. Mỗi tháp bao gồm 4 khuôn mặt thần bằng đá khổng lồ với nụ cười bí hiểm được chạm khắc tinh xảo. Mỗi tháp đều khắc 4 gương mặt vị thần quay về 4 hướng khác nhau. Cho đến ngày nay, chưa ai lý giải được những biểu cảm như cười, ánh mắt buồn đau, khuôn mặt suy tư thể hiện trên gương mặt của các bức tượng khắc trên những đền tháp này. Kể cả các nhà khoa học hay chính những người dân bản xứ cũng phải lắc đầu trước chúng. Theo những di tích khảo cổ còn sót lại cùng với nguồn sử liệu từ xa xưa, thì người đàn ông này được xem là người đã xây dựng nên công trình vĩ đại của Vương quốc Campuchia ngày nay. Ông chính là vị vua huyền thoại đã trị vì đế quốc Khmer từ năm 1113 đến năm 1145. Mặc dù quần thể kiến trúc này vẫn có bàn tay đóng góp của nhiều người khác, nhưng nhìn chung, lý do mà các nhà sử học hiện đại coi vua Suryavarman đệ nhị là người đã xây dựng Angkor Wat có lẽ là vì lý do này. Đây chính là bức phù điêu khắc hình ảnh ông với Angkor Wat được tìm thấy trong quần thể di tích này sau khi nó được khám phá vào giữa thế kỷ 19. Nhưng rõ ràng, chính bạn cũng sẽ cảm thấy một cảm giác không đúng lắm khi quan sát bức phù điêu này, đúng không?
Điều chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là nếu so với một Angkor Wat vĩ đại, tinh xảo và đầy phức tạp, thì có vẻ bức phù điêu về Suryavarman đệ nhị lại quá đơn giản, nhỏ bé, hời hợt và mờ nhạt. Nếu thực sự là người đã kiến tạo nên công trình này, có lẽ dấu ấn của ông sẽ phải đậm nét hơn nữa. Tại sao một người đã sáng tạo ra một công trình vĩ đại lại có thể được lưu danh một cách đầy hời hợt chỉ bằng một bức phù điêu kia chứ? Điều này khiến chúng ta tự đặt ra một câu hỏi rằng liệu Suryavarman đệ nhị có phải là chủ nhân thực sự của quần thể kiến trúc Angkor hay không? Sau khi đế chế Khmer lụi tàn, Angkor Wat dần bị quên lãng. Cho tới tận bây giờ, người ta vẫn không ngừng thắc mắc tại sao một đại công trình như vậy có thể bị con người lãng quên. Một số người cho rằng xảy ra chiến trận đẫm máu khiến người dân ở đây phải sơ tán. Số khác cho rằng người dân bỏ đi vì thay đổi tôn giáo từ Hindu giáo của người Khmer sang Phật giáo vào thế kỷ 13 và 14. Cũng có ý kiến cho rằng do hệ thống nước trong thành phố không dùng được nên người dân đã di chuyển đi nơi khác để tìm nước. Mặc dù Angkor bị bỏ hoang và ngày càng bị rừng rậm xâm chiếm, nhưng người dân địa phương đều biết tới quần thể này. Mãi tới tận thế kỷ 19, vào năm 1860, Angkor Wat được nhà tự nhiên học và nhà thám hiểm người Pháp Henri Mohot phát hiện ra từ bên trong khu rừng rậm. Nói về đền Angkor Wat, Mohot viết: "Một trong những ngôi đền này, đối thủ của Solomon, ngôi đền thờ huyền thoại trước công nguyên của Do Thái giáo, có thể chiếm một vị trí danh dự bên cạnh những tòa nhà đẹp nhất của chúng ta. Nó vĩ đại hơn bất kỳ thứ gì mà Hy Lạp hay La Mã để lại cho chúng ta, và thể hiện một cách tương phản đáng buồn với tình trạng man dợ mà quốc gia này hiện đang chìm đắm." Mahot, giống như những du khách phương Tây ban đầu khác, cảm thấy khó tin rằng người Khmer có thể đã xây dựng nên ngôi đền và nghĩ rằng niên đại của nó vào khoảng cùng thời đại với La Mã cổ đại. Lịch sử thực sự của Angkor Wat được ghép lại với nhau từ các bằng chứng về phong cách và đồ vật tích lũy được trong quá trình dọn dẹp và phục hồi sau đó. Không có nơi ở hay nhà ở thông thường hoặc các dấu hiệu định cư khác, bao gồm dụng cụ nấu ăn, vũ khí hoặc quần áo thường được tìm thấy ở các di chỉ trong Angkor Wat, để chứng minh cho việc người Khmer đã xây dựng nó vào thế kỷ thứ 13. Thay vào đó, chỉ có bằng chứng của chính các di tích. Cần phải biết rằng thời trị vì của Suryavarman đệ nhị là khoảng thời gian đế quốc Khmer đã trên con đường lụi tàn. Thậm chí ông còn được cho là thua trận và chết trong trận chiến xâm lược Đại Việt nước ta vào năm 1245 ở đỉnh Vũ Quang, Thanh Hóa ngày nay. Vào năm 1250, vương quốc Champa cũng đã chiếm đóng Khmer trong một thời gian ngắn. Như vậy, thật khó để Suryavarman đệ nhị có thể xây dựng Angkor Wat như các nhà sử học vẫn nhìn nhận. Những công trình đồ sộ thường được xây dựng bằng công sức, tiền bạc hay thậm chí là cả máu và nước mắt của chính nhân dân thời kỳ đó. Để xây dựng nên Tử Cấm Thành, một trong những kỳ quan vĩ đại của thế giới với diện tích 720m², tức chưa bằng một nửa của công trình mà chúng ta đang tìm hiểu, thì người Trung Quốc đã mất tới 14 năm. Trong khoảng thời gian đó, 1 triệu công nhân, 100.000 thợ thủ công đã phải làm việc liên tục. Hay so sánh gần hơn một chút, theo những tài liệu lịch sử ghi chép lại rằng, để có kinh phí xây dựng làng Khải Định với diện tích rất khiêm tốn 5.674m², vua Khải Định đã phải tăng thuế điền 30% trên cả nước và lấy số tiền đó để làm làng. Tất cả những điều này có nghĩa là thật khó có thể hình dung được một đế chế vào thời điểm không mấy hùng mạnh lúc bấy giờ lại có thể xây dựng được Angkor Wat vĩ đại và đồ sộ như vậy. Người Khmer lấy tiềm lực từ đâu để xây dựng nó? Nếu như họ không phải là chủ nhân thực sự của công trình này, thì ai mới là những người đã thực sự kiến tạo nên Angkor Wat? Vài chục năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện rằng có nhiều công trình cổ đại nổi tiếng trên trái đất đều nằm trên một đường thẳng. Đường này gọi là đường lây chạy vòng quanh trái đất, và không chỉ có một đường như vậy xuất hiện. Hãy quan sát bản đồ đường lây trên trái đất để dễ hình dung hơn nhé. Một trong những đường lây như vậy chạy qua đảo Phục Sinh, kim tự tháp Ai Cập, các hình vẽ trên cao nguyên Nazca, Peru, Angkor Wat, kinh đô Persepolis của đế quốc Ba Tư cổ đại, thành phố cổ Mohenjo-Daro
và khu di tích được một số người nhìn nhận là lục địa Atlantis trong huyền thoại. Điều đáng kinh ngạc là đường tròn bí ẩn này đã liên kết các địa danh này trong một khoảng sai số không vượt quá 1/10 của một độ vĩ độ, với tâm vòng tròn đặt ở miền đông nam của bang Alaska, nước Mỹ. Ngày nay, nhiều người gọi những đường lây này là kinh mạch của trái đất. Vì sao ư? Bởi vì nó chạy qua những công trình cổ đại có kiến trúc phi thường và còn vô vàn những bí ẩn mà con người hay khoa học hiện đại chưa thể giải đáp được. Nhiều người trong chúng ta đã biết rằng các công trình nằm trên đường lây có chạy qua Angkor Wat được cho là những công trình đặc biệt và không thể được tạo dựng bởi người cổ đại trong nền văn minh 5.000 năm lần này của chúng ta. Ví dụ như hình vẽ trên cao nguyên Nazca, Peru, các tượng đá trên đảo Phục Sinh, thành phố Ur của người Sumer. Các nhà khoa học đã phát hiện rằng các kim tự tháp và tượng nhân sư trên cao nguyên Giza, Ai Cập có dấu hiệu bị ngập trong nước biển hàng nghìn năm với các biểu hiện sói mòn của nước biển. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng các công trình này hẳn phải được xây dựng lâu hơn 2.500 năm trước công nguyên rất nhiều. Hay thậm chí ý tưởng điên rồ cho rằng kim tự tháp chính là những nhà máy phát điện của người cổ đại cũng đang dần trở nên thuyết phục khi càng nhiều bằng chứng được tìm thấy hơn. Ngoài ra, so với ba đại kim tự tháp trên cao nguyên Giza có chiều cao hơn 100 mét và kiến trúc rất bền vững, các kim tự tháp khác ở Ai Cập thấp hơn nhiều, có kiến trúc xấu hơn, rất không bền vững và cũng không có dấu hiệu bị ngập trong nước biển. Điều này đã dẫn đến cách lý giải rằng ba đại kim tự tháp được xây dựng bởi nền văn minh tiền sử có trước nền văn minh 5.000 năm lần này của nhân loại chúng ta. Còn các kim tự tháp nhỏ hơn thực sự được người Ai Cập trong nền văn minh lần này của chúng ta mô phỏng và xây theo. Điều này đã gây lẫn lộn cho người đời sau về xuất xứ thực sự của các kim tự tháp. Tất cả những điều được nhắc đến ở đây có nghĩa là gì? Ý của chúng tôi là có thể rằng Angkor Wat đã được xây dựng bởi những người thuộc nền văn minh tiền sử, không phải bởi đế quốc Khmer vào thế kỷ thứ 13. Nhưng liệu có chứng cứ đáng tin nào cho nhận định này hay không? Angkor Wat có các hoa văn điêu khắc mô tả những con thú đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước, còn có hình chạm khắc chiếc kính viễn vọng và hệ mặt trời. Làm sao mà những người thợ điêu khắc ngôi đền này có thể biết những sự việc của quá khứ hàng triệu năm trước và cả chuyện của hàng trăm năm sau? Ai mới là người thật sự xây dựng ngôi đền huyền bí này? Những phát hiện gần đây của ông Pravin Mohan, một vlogger và là nhà khảo cổ học nghiệp dư người Ấn Độ, đã mang đến những bằng chứng rất thuyết phục rằng với công nghệ 900 năm trước, Angkor Wat khó có thể được xây dựng bởi người Campuchia. Ông Pravin Mohan tính toán rằng để xây dựng Angkor Wat có diện tích 1,6 triệu mét vuông, phải sử dụng ít nhất 10 triệu mét khối đá. Giả thiết vua Suryavarma đệ nhị là người đã xây dựng Angkor Wat trong 37 năm. Và rằng những người công nhân đã liên tục làm việc 12 giờ trên ngày, thì tổng thời gian xây dựng trong 37 năm sẽ là 9.723.600 phút. Vậy khối lượng đá cần khai thác sẽ tương đương với 1 tấn trong 1 phút. Mỏ đá tại Phnom Kulen cách Angkor Wat 80 km được coi là nơi cung cấp đá chính cho công trình này. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng việc khai thác vận chuyển 1 tấn đá qua quãng đường 80 km rồi sau đó gia công, gọt, đẽo, lắp ghép, tất cả diễn ra trong vòng 1 phút là điều không thể làm được, thậm chí kể cả với công nghệ hiện nay. Giả sử vua Suryavarma đệ nhị huy động được 1.000 nhóm thợ để làm việc, thì khả năng hoàn thành tất cả các công đoạn trên để lắp ghép 1 tấn đá trong vòng 1.000 phút, tương đương với 17 giờ, cũng không khả thi với trình độ công nghệ thô sơ của Campuchia 900 năm trước. Làm thế nào để người ta dịch chuyển những khối sa thạch khổng lồ có trọng lượng lên đến 1,5 tấn và hoàn thành quần thể đền cổ Angkor Wat rộng lớn chỉ trong 35 năm? Đó là câu hỏi tồn tại trong hàng thập kỷ qua. Này, các nhà khoa học đã sử dụng vệ tinh và chụp được những hình ảnh rất quan trọng. Qua hình ảnh vệ tinh, ta thấy một con kênh dài 32 km được đào ngang qua vương quốc Campuchia, dùng trong việc vận chuyển sa thạch. Giáo sư Esuo Uchida của Đại học Waseda ở Tokyo cho biết những con kênh này đã được đào để phục vụ cho việc vận chuyển những khối đá xây đền. So với các tuyến đường giao thông trên bộ, tuyến đường thủy này rút tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây là tuyến vận chuyển ngắn nhất và cho thấy người Khmer thời xưa đã xây dựng Angkor Wat một cách có hệ thống và hiệu quả như thế nào.
Giáo sư Uchida và các cộng sự của ông tìm thấy dấu vết của những con kênh trong khi nghiên cứu những hình ảnh vệ tinh các khu vực xung quanh quần thể kiến trúc Angkor Wat. Họ đã phát hiện ra dấu vết những con kênh chạy thẳng từ nơi khai thác đá đến nơi xây dựng đền. Khi đến khảo sát vùng này, họ đã tìm thấy một số đoạn kênh còn sót lại vẫn chứa nước, trong khi nhiều đoạn kênh khác đã biến mất qua năm tháng, hoặc đã bị khô cạn, hoặc đã bị rừng già xâm thực. Nhóm khảo sát cũng phát hiện ra những khối đá lớn vuông thành sắc cạnh ở nhiều địa điểm khác nhau dọc theo con kênh. Có thể do bị rơi xuống nước trong quá trình vận chuyển bằng bè hoặc đưa vào bờ bởi một lý do nào đó. Mạng lưới kênh rạch chạy từ khu vực mỏ đá ở chân núi Kulen, nơi các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng đó chính là loại đá được dùng vào việc xây dựng Angkor Wat. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy thêm 50 mỏ đá nữa dọc theo tuyến đường mà các con kênh đã đi qua. Trước đây, giới chuyên gia cho rằng các khối đá khổng lồ nói trên đã được vận chuyển bằng đường bộ từ núi Kulen đến một dòng sông dẫn đến hồ Tonle Sap. Từ đó, chúng sẽ được chở bằng thuyền đến sông Siem Reap và sau đó được kéo lên các công trình xây dựng ở cố đô Angkor Thom. Giáo sư Uchida cho biết những phát hiện mới đã cho thấy tuyến đường vận chuyển hiệu quả hơn rất nhiều, giúp rút ngắn đáng kể tiến độ xây dựng các công trình đồ sộ ở cố đô Angkor nói chung và Angkor Wat nói riêng. Ông nói, tôi ước tính rằng việc đào các con kênh này chỉ mất vài năm là có thể sử dụng thuyền, bè để vận chuyển đá. Với hệ thống kênh rạch này, người xưa không cần phải ngược dòng sông Siem Reap và có thể vận chuyển khối đá khổng lồ nói trên nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhờ vậy, người Khmer chỉ mất 35 năm đã vận chuyển 5 triệu tấn sa thạch thay vì mất cả trăm năm. Điều này có vẻ thuyết phục chúng ta rằng người Khmer chính là chủ nhân của công trình Angkor Wat. Nhưng những bằng chứng sau đây có thể sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình đấy. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được sự khác biệt khi quan sát hình tượng các vị thần được tạc trên các công trình của Angkor Wat. Những hình tượng thần được tạc trên các cột đá từ thời vua Suryavarman đệ nhị rất đẹp, nhẵn nhụi, khớp nối giữa các khối đá được làm rất khéo và tỉ mỉ. Trong khi các bức tượng Phật được tạc vào thời vua Rajavarman đệ thất, sau này lại vô cùng gồ ghề và sộc sạch. Vì sao công nghệ chế tác giữa hai thế hệ cách nhau chỉ vài chục năm lại khác nhau một trời một vực như vậy? Nếu bảo là bị thất truyền công nghệ chế tác, thì điều này ít nhất cũng mất đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm mới đúng. Ông Pravin Mohan còn phát hiện trong quần thể Angkor Wat có một tòa tháp nhỏ bằng đá được xây dựng rất xấu, tương phản hoàn toàn về kích thước, công nghệ, kỹ thuật chế tác, độ bền và mức độ thẩm mỹ so với các công trình khác ở Angkor Wat. So với Angkor Wat, Angkor Thom bị đổ nát khá nhiều và trình độ kiến trúc cũng thua kém xa. Mohan cho rằng những công trình xấu xí và kém bền vững này mới chính là sản phẩm mà người Campuchia 900 năm trước tạo ra. Còn đại công trình Angkor Wat thì có lẽ không phải là di sản của người Campuchia thời đó. Nếu như được chế tác cùng thời điểm thì có lẽ sự cách biệt đã không lớn như vậy. Và như chúng tôi đã nhắc đến ở đầu video, thật khó hình dung việc một người tạo ra công trình vĩ đại bậc nhất thế giới nhưng lại lưu danh một cách đầy hời hợt chỉ bằng một tấm phù điêu chẳng mấy đặc sắc như vậy. Tại một công trình ở Angkor Wat có chạm khắc cuộc chiến giữa thần Vishnu và thần Indra. Ông Pravin Mohan phát hiện ra một chi tiết mô tả một người phía thần Indra sử dụng một vật thể kỳ lạ để quan sát thần Vishnu. Vật thể đó được xác định là một ống kính viễn vọng. Lịch sử khoa học hiện đại ghi nhận rằng kính viễn vọng được Hans Lippershey phát hiện ra vào năm 1608, cách đây 400 năm. Vậy làm sao người Campuchia có thể sử dụng chiếc kính này vào 900 năm trước? Chẳng lẽ họ còn giấu cho mình riêng một cỗ máy thời gian để khám phá những điều vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta hay sao? Giả thuyết này còn khó tin hơn nữa. Một điều kỳ lạ tương tự là ông Pravin Mohan cũng phát hiện tại ngôi đền Hosaleswara ở Ấn Độ, được cho là xây dựng từ thế kỷ thứ 12, có hình chạm khắc một trận chiến giữa hai vị thần. Trong đó cũng có một người sử dụng kính viễn vọng để quan sát. Hai ngôi đền trên đều bằng đá, có kiến trúc cực kỳ phức tạp, được cho là xây dựng trong cùng một thế kỷ ở hai đất nước khác nhau. Và cùng mô tả kính viễn vọng, một vật thể được coi là phi hiện thực tại thời điểm xây dựng. Điều này mang lại câu hỏi lớn cho giới khoa học hiện nay. Và hai đất nước hoàn toàn xa lạ, tại sao lại có cùng một điểm giao như vậy? Tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi hay sao? Thật khó tin, nhưng đây chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Trên bức tường đá tại Angkor Wat, ông Pravin Mohan đã phát hiện ra hình chạm khắc một con voi bốn sừng. Đây là loài thú có thật trong lịch sử và đã bị tuyệt chủng 2 triệu năm trước.
Một bộ xương hóa thạch của loài thú này được tìm thấy ở Sulawesi, Indonesia và đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia nước này. Vậy vào 900 năm trước, khi ngành khảo cổ học còn chưa phát triển, làm thế nào mà những người thợ điêu khắc có thể nghĩ ra được những con thú đã tuyệt chủng này? Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn. Cách bố cục này gây cảm giác uy nghi, vĩ đại cho người đi vào đền, bởi hình ảnh khu đền đồ sộ nổi bật trên ánh sáng chói lòa của mặt trời, nhất là dưới ánh hoàng hôn. Hàng năm, cứ vào hai ngày điểm phân Equinox, tức khoảng ngày 20 tháng 3 và 20 tháng 9, các du khách có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú duy nhất trong năm, cảnh mặt trời lên lúc sáng ngày 20 tháng 3 hoặc xuống lúc chiều ngày 20 tháng 9 vào đúng vị trí đỉnh tháp cao nhất của Angkor Wat khi nhìn từ phía cổng vào của ngôi đền. Chỉ vào hai ngày này, mặt trời mới có thể đi vào đúng vị trí đó. Nếu tất cả chỉ là sự trùng hợp, nó không thể diễn ra hàng năm. Làm sao mà người Campuchia 900 năm trước có thể xác định được hiện tượng điểm phân và xây dựng Angkor Wat chính xác đến mức độ như thế? Tại sao một công trình khác có khắc bức tranh, trong đó thần mặt trời của đạo Hindu ngồi ở giữa và 9 người đang ngồi dưới chắp tay nhìn lên ông? Điều này có đồng nghĩa với việc chủ nhân thực sự của những ngôi đền này đang muốn mô tả hệ mặt trời, gồm mặt trời và 9 hành tinh lớn đang xoay quanh. Nhưng cần lưu ý rằng, sao Hải Vương mới được phát hiện gần 400 năm trước bởi nhà thiên văn học Galileo, còn sao Diêm Vương thậm chí mới được phát hiện ra vào năm 1930. Cả hai ngôi sao này đều không thể được nhìn thấy bằng mắt thường nếu không có kính viễn vọng. Vậy vì sao mà những người thợ điêu khắc 900 năm trước ở Campuchia lại có thể có được những kiến thức thiên văn chuẩn xác như vậy? Và thậm chí họ có cả kính viễn vọng để quan sát được hai hành tinh mới trong hệ mặt trời này. Những tri thức này thực sự đã vượt qua tầm hiểu biết và sự phát triển của con người trong thế kỷ thứ 8. Phải có một nền văn minh vượt bậc nào đó mới có thể khiến những tri thức như vậy được đưa ra ánh sáng. Nó sẽ tương đương hoặc thậm chí là hơn hẳn nền văn minh mà chúng ta đang sở hữu, một nền văn minh của những người bạn ngoài hành tinh trăng. Vào năm 2007, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và các kỹ thuật hiện đại khác, kết luận rằng quần thể Angkor là trung tâm của một thành phố tiền công nghiệp lớn nhất trên thế giới. Thành phố này có một hệ thống cơ sở hạ tầng phức tạp, kết nối một khu đô thị rộng từ 1.000 đến 3.000 km vuông tới những ngôi đền nổi tiếng ở trung tâm của thành phố. Đây được coi là một thành phố thủy lực vì có một mạng lưới quản lý nước phức tạp được sử dụng để ổn định, lưu trữ và phân tán nước một cách có hệ thống nhằm phục vụ sản xuất và sinh sống của lượng dân số từ 750.000 đến 1 triệu người. Nếu thành phố này thực sự tồn tại vào những năm 1100, thì khi đó chắc chắn Khmer là một nước hùng cường nhất thế giới và văn minh của họ sẽ được lưu truyền đến ngày nay. Nhưng rõ ràng không phải như thế. Như vậy, chỉ có thể nghi vấn rằng thành phố tiên công nghiệp có chứa Angkor Wat là một thành phố tiền sử được xây dựng bởi những người xuất hiện trước nền văn minh 5.000 năm lần này của chúng ta. Vậy ai là chủ nhân thực sự của Angkor Wat vẫn còn là câu hỏi bí ẩn. Rất có thể một phần của Angkor Thom cũng là các công trình tiền sử. Việc các vị vua Khmer xây dựng các công trình mới của Angkor Thom có chất lượng và độ bền kém hơn đã khiến cho người đời sau không thể phân biệt được đâu là sự thật. Điều này cũng tương tự như trường hợp của kim tự tháp Ai Cập. Nước chảy thì đá mòn, còn lớp bụi thời gian có thể khiến một sự thật ghê gớm nào đó ngủ yên hoặc khiến những công trình dần biến mất. Nhưng có vẻ như Angkor Wat là một ngoại lệ, mặc sức các biến động của lịch sử, mặc cho vật đổi sao rời giữa dòng thời gian lặng lẽ, đại công trình này vẫn đứng sừng sững ở đó, tồn tại cùng tuế nguyệt. Và dù là do ai xây dựng, bây giờ nó vẫn thuộc sở hữu của chúng ta, những con người đang sống trên hành tinh này. Nếu một ngày nào đó bí ẩn về Angkor Wat được đưa ra ánh sáng, có lẽ sẽ khiến dòng chảy của nhân loại có nhiều đổi thay. Bạn có tin vào giả thuyết rằng kho báu lớn bậc nhất của ngành khảo cổ ngày nay, Angkor Wat, là sản phẩm của một nền văn minh bên ngoài hành tinh chúng ta đang sinh sống hay không? Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy.